bất cứ gì vô thường là khổ đau, vì vô thường tạo cơ hội cho khổ đau. Vô thường là cơ hội của khổ đau, chứ không phải là nguyên nhân của khổ đau, khi vô minh, ái, thủ vẫn còn. Bạn đang nghe podcast Từ Giác Ngộ. Ba đặc tính phổ quát tam tướng pháp. Đề tài của chương này là ba đặc tính phổ quát tam tướng pháp về sự tồn tại. Ba đặc tính này là một phần quan trọng trong giáo lý của Đức Phật, giống như tứ diệu đế, nghiệp, lý nhân duyên, năm uẩn. Giáo lý về ba đặc tính này là một phần của cái mà ta gọi là nội dung học thuyết về trí tuệ. Nói một cách khác, khi nói về kiến thức và sự hiểu biết là đã ngụ ý nói đến trí tuệ. Chúng ta cũng có giáo lý này trong tâm chúng ta. Trước khi khảo sát từng đặc tính một, hãy giải thích xem chúng nghĩa là gì và có lợi ích ở phương diện nào. Trước hết, đặc tính là gì và cái gì không phải là một đặc tính? Đặc tính là cái có liên quan thiết yếu với nó, vì đặc tính nhất thiết liên quan với cái gì đó. Nó có thể cho ta biết tính chất của cái đó. Hãy lấy một thí dụ. Nhiệt là đặc tính của lửa, nhưng không phải của nước. Nhiệt là đặc tính của lửa vì bao giờ nó cũng liên hệ với lửa. Trong khi đó, nhiệt của nước tùy thuộc các yếu tố bên ngoài như bếp điện, sức nóng của mặt trời, v.v. Nhưng nhiệt là tính chất tự nhiên của lửa. Trong ý nghĩa này, Đức Phật dùng từ đặc tính để nói đến những sự việc có thật về bản chất của sự sống. Nó luôn luôn liên quan đến sự sống và luôn luôn được tìm thấy trong sự sống. Đặc tính của nhiệt bao giờ cũng liên quan đến lửa. Cho nên, chúng ta có thể hiểu được cái gì đó về tính chất của lửa từ nhiệt. Chúng ta biết lửa rất nóng, bởi vì thế tiềm tàng nguy hiểm. Nó có thể thiêu cháy chúng ta, tài sản của chúng ta nếu không kiểm soát được nó. Tuy nhiên, chúng ta biết dùng lửa để nấu ăn, để sưởi ấm, v.v. Đặc tính của nhiệt cho chúng ta biết cái gì đó về lửa. Lửa là gì và làm gì với lửa? Nếu ta cho rằng đặc tính của nhiệt liên hệ với nước, chúng ta không thể sử dụng nước được. Vì lẽ, nhiệt không bao giờ liên hệ với nước. Nước không thể thiêu cháy ta hoặc tài sản của ta. Chúng ta không thể nấu thức ăn hay sưởi bằng nước được. Cho nên, khi Ngài nói có ba đặc tính của cuộc sống, Ngài muốn nói rằng ba đặc tính này lúc nào cũng hiện diện trong sự sống và giúp chúng ta hiểu phải làm gì với sự sống. Ba đặc tính về sự sống có trong tâm là 1. Vô thường, 2. Khổ đau và 3. Vô ngã. Ba đặc tính trên lúc nào cũng hiện diện và liên hệ với sự sống và chúng cho ta biết tính chất của cuộc sống. Chúng giúp ta biết phải làm gì với cuộc sống. Do sự hiểu biết về ba đặc tính này, ta học hỏi đức tính buông bỏ hay không luyến chấp. Một khi chúng ta hiểu được đặc trưng của cuộc sống là vô thường, khổ đau và vô ngã, chúng ta không còn bị ràng buộc vào cuộc sống. Và một khi chúng ta loại bỏ được sự ràng buộc vào cuộc sống, chúng ta đến ngưỡng cửa Niết Bàn. Đó là mục đích của sự hiểu biết về ba đặc tính này. Nó loại bỏ sự luyến chấp bằng cách loại bỏ ảo tưởng, hiểu lầm rằng cuộc sống là vĩnh cửu, là vui thú và cần cho cái ta. Đó là lý do tại sao ba đặc tính này là một phần của nội dung trí tuệ. Chúng ta hãy nhìn vào đặc tính thứ nhất của sự sống, đặc tính vô thường. Sự thật về vô thường không những tư tưởng Phật giáo thừa nhận, mà lịch sử tư tưởng nơi nơi cũng thừa nhận. Nhà triết học thời cổ Hy Lạp Heraclitus nhận định không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nhận định này ngụ ý bản chất thay đổi và tạm bợ của mọi sự vật
là một nhận định đặc biệt của Phật giáo. Kinh Phật thường nói thế giới này tạm bợ như mây mùa thu, sanh tử bập bệnh và mạng sống con người như ánh chớp. Tôi có một người bạn đi Ấn Độ để nghiên cứu thiền định. Ông đã gặp một vị thầy nổi tiếng
để học phương pháp tu thiền. Vị thầy này không muốn dạy ông ta vì nhận thấy ông thiếu thành thật. Người bạn tôi năn nỉ nhiều lần. Cuối cùng, vị thầy này bảo bạn tôi hôm sau đến. Tràn đầy hy vọng, ông ta đến gặp vị thầy theo lời dặn. Vị thầy chỉ nói với người bạn tôi: ông sẽ chết, hãy quán về cái chết. Quán về cái chết hết sức lợi ích. Tất cả chúng ta cần phải nhớ rằng, cái chết là điều chắc chắn. Từ lúc sinh ra, chúng ta tiến thẳng đến cái chết. Nhớ đến cái này, nhớ đến cái kia vào lúc chết, của cải, gia đình, danh vọng không còn lợi ích gì cho chúng ta nữa. Chúng ta hãy hướng tâm vào tu tập giáo pháp. Chúng ta biết rõ, chết là điều tuyệt đối chắc chắn. Không một thể sống nào thoát khỏi cái chết. Tuy cái chết là điều chắc chắn, nhưng thời điểm chết lại không chắc chắn. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Đời sống ví như ngọn đèn trước gió hay bong bóng nước. Nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì hiểu rằng cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào, và chúng ta đang có điều kiện và cơ hội thực hành giáo pháp, chúng ta phải gấp rút tu tập ngay để không bỏ phí cơ hội và đời sống quý báu của con người. Cuối cùng, hiểu được vô thường giúp chúng ta hiểu được bản chất tối hậu của mọi sự. Vì thấy mọi sự vật sẽ tàn lụi, thay đổi từng giây phút, chúng ta bắt đầu ý thức rằng mọi sự không tồn tại, rằng trong chúng ta và trong mọi vật chung quanh ta không có gì là cái ta và không có gì là thực chất. Cho nên trong ý nghĩa này, vô thường trực tiếp liên quan đến đặc tính thứ ba, đặc tính của vô ngã. Hiểu được vô thường là chìa khóa để hiểu được vô ngã. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vô ngã sau này. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến đặc tính thứ hai, đặc tính của khổ đau. Đức Phật nói rằng bất cứ cái gì vô thường là khổ đau, và bất cứ cái gì vô thường và khổ đau cũng là vô ngã. Bất cứ gì vô thường là khổ đau, vì vô thường tạo cơ hội cho khổ đau. Vô thường là cơ hội của khổ đau, chứ không phải là nguyên nhân của khổ đau khi vô minh, ái, thủ vẫn còn. Vậy là thế nào? Vì không hiểu bản chất đích thực của mọi sự, chúng ta tham đắm và bám níu vào những đối tượng với hy vọng hão huyền là chúng sẽ thường còn và chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Không biết tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường, nên chúng ta tham đắm và bám níu vào chúng. Chúng ta khao khát giữ lại tuổi thanh xuân, kéo dài đời sống, nhưng vì chúng có bản chất vô thường, chúng tuột khỏi tay chúng ta. Khi việc này xảy đến, vô thường là cơ hội của khổ đau. Cũng vậy, chúng ta không ý thức được tính chất vô thường của của cải, quyền lực và uy thế, cho nên chúng ta tham đắm và bám níu vào chúng. Khi của cải quyền lực không còn, vô thường là một cơ hội cho khổ đau. Tính vô thường hiện diện ở hoàn cảnh trong luân hồi là một cơ hội đặc biệt cho khổ đau khi nó xảy đến trong cái gọi là những cõi lạnh. Người ta nói cái khổ của chư thiên còn to lớn hơn cái khổ của chúng sinh sống trong những cảnh giới thấp hơn khi chư thiên biết mình sắp sửa bị rơi khỏi cõi trời xuống cõi thấp hơn. Cả chư thiên cũng run sợ khi Đức Phật nhắc nhở họ về vô thường, vì những kinh nghiệm vui thích mà chúng ta bám níu vào đều vô thường. Cho nên, vô thường tạo cơ hội cho khổ đau, và bất cứ cái gì vô thường cũng đều khổ đau. Bây giờ chúng ta nói đến đặc tính chung thứ ba của sự sống, đặc tính vô ngã, hay vô nhân tính, hay sự không có thực chất. Đó là một trong những nét đặc thù nổi bật trong tư tưởng Phật giáo và trong những lời dạy của Đức Phật. Trong dòng phát triển tôn giáo và triết học của Ấn Độ sau này, một số trường phái Ấn Độ giáo đã gia tăng việc giảng dạy về kỹ thuật thiền định và ý tưởng triết lý tương tự như giáo lý của Đức Phật. Cho nên, các vị tổ của Phật giáo thấy cần nêu rõ một nét đặc thù rất sát sao trong sự khác biệt giữa Phật giáo và Ấn giáo. Nét đặc thù này là giáo lý về vô ngã. Đôi khi giáo lý vô ngã
gây bối rối khó xử, vì chúng ta làm sao có thể chối bỏ được cái ta? Rốt cuộc, chúng ta nói, tôi đang nói, hay tôi đang đi, tôi tên là, hay tôi là cha hay con của một người nào đó. Như vậy làm sao có thể chối bỏ thực tế của cái ta? Để làm sáng tỏ việc này, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là nên nhớ rằng nhà Phật chối bỏ cái ta, không phải là chối bỏ việc gọi tên tôi cho thuận tiện. Đúng hơn, đó là chối bỏ một ý niệm cho rằng tôi là một thực thể thường còn và không thay đổi. Khi Đức Phật dạy năm yếu tố, ngũ uẩn, trong kinh nghiệm bản thân không phải là cái ta, và cái ta cũng không thấy có trong năm yếu tố ấy. Ngài nói rằng, dựa vào phân tích danh xưng này hay từ ngữ ta không phù hợp với bất cứ thực chất hay thực thể nào. Đức Phật đã dùng thí dụ cái xe bò và cánh rừng để giải nghĩa sự tương quan giữa danh xưng hay thuật ngữ tôi và những bộ phận cấu thành của kinh nghiệm bản thân. Ngài giải thích từ cái xe chỉ là tên gọi của một tập hợp các bộ phận được ráp lại theo một cách nào đó. Bánh xe không phải là cái xe, trục xe, sườn xe, v.v. cũng chẳng phải là cái xe. Cũng vậy, một cây không phải là rừng, và nhiều cây cũng chẳng phải là rừng. Tuy nhiên, không có rừng nào mà không có cây, cho nên từ rừng chỉ là tên gọi thuận tiện cho một tập hợp cây cối. Đây là điểm chính trong việc Đức Phật phủ nhận cái ta. Sự phủ nhận của Đức Phật có nghĩa là sự phủ nhận niềm tin có một thực thể có thật, độc lập và thường còn, được tượng trưng bằng từ tôi. Một thực thể thường còn như vậy, ắt phải độc lập, phải có chủ quyền, như một ông vua là chủ tể của các quần thần chung quanh. Nó phải thường còn, không biến đổi, không hoán chuyển. Nhưng một thực thể thường còn và một cái ta như thế không thể tìm thấy ở đâu được. Đức Phật đã dùng cách phân tích thân tâm như sau để cho thấy rằng cái ta chẳng có thể tìm thấy được ở thân hay trong tâm. 1. Thân không phải là cái ta. Nếu thân là cái ta, thì cái ta phải thường còn, không thay đổi, không tàn tạ, không hư hoại và không chết. Cho nên, thân không thể là cái ta. 2. Cái ta không có cái thân theo nghĩa khi nói ta có một xe hơi hay cái máy vô tuyến truyền hình, vì cái ta không thể kiểm soát được cái thân. Thân đau yếu, mệt mỏi, già nua, ngược lại những điều mình mong muốn. Hình hài của cái thân nhiều khi không phù hợp với điều ta mong muốn. Cho nên, không thể nào cho rằng cái ta có cái thân. 3. Cái ta không ở trong thân. Nếu ta tìm kiếm từ đầu đến chân, chúng ta cũng không thể tìm ra chỗ nào là cái ta. Cái ta không ở trong xương, trong máu, trong tủy, trong tóc và trong nước bọt. Cái ta không thể tìm thấy ở một nơi nào trong thân. 4. Thân không ở trong cái ta. Nếu thân ở trong cái ta phải được tìm thấy riêng rẽ với thân và tâm. Nhưng cái ta chẳng được tìm thấy ở đâu cả. Giống như vậy. 1. Tâm không phải là cái ta. Vì lẽ giống như thân, tâm thay đổi không ngừng và luôn luôn lăng xăng như con vượn. Tâm lúc vui lúc buồn, cho nên tâm không phải là cái ta vì nó luôn luôn thay đổi. 2. Cái ta không sở hữu cái tâm vì tâm trở nên hứng thú hay thất vọng trái với những điều chúng ta mong muốn. Mặc dù chúng ta biết có một số tư tưởng là thiện và một số tư tưởng là bất thiện, nhưng tâm cứ chạy theo các tư tưởng bất thiện và dửng dưng đối với những tư tưởng thiện. Cho nên, cái ta không sở hữu tâm vì tâm hành động hoàn toàn độc lập và không dính líu gì đến cái ta. 3. Cái ta không ở trong tâm. Dù chúng ta cẩn thận tìm kiếm trong tâm, dù chúng ta hết sức cố gắng tìm trong tình cảm, tư tưởng và sở thích, chúng ta cũng không tìm đâu thấy cái ta ở trong tâm hay trong những trạng thái tinh thần. 4. Tâm cũng không hiện hữu ở trong cái ta. Vì một lần nữa, cái ta nếu nó hiện hữu, nó hiện hữu riêng rẽ với tâm và thân. Nhưng cái ta như thế, chẳng thấy nó ở chỗ nào. Có một bài tập rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Chúng ta hãy ngồi yên lặng một lúc
và nhìn kỹ vào thân tâm của chúng ta, nhất định chúng ta không thể tìm thấy cái ta ở chỗ nào trong đó. Cái kết luận duy nhất có thể được là cái ta chỉ là tên gọi thuận tiện cho một tập hợp các yếu tố. Không có cái ta, không có linh hồn, không có tinh chất, không có điểm trung tâm của kinh nghiệm cá nhân. Tách rời khỏi những yếu tố kinh nghiệm cá nhân luôn luôn thay đổi, phụ thuộc lẫn nhau và vô thường về thể xác và tinh thần như những cảm giác, tư tưởng, thói quen và thái độ của chúng ta. Tại sao chúng ta cần phải chối bỏ ý niệm về cái ta? Chúng ta lợi ích gì khi chối bỏ cái ta? Thứ nhất, trong đời sống thế gian hàng ngày của chúng ta trở nên sáng tạo hơn, thoải mái hơn và cởi mở hơn. Chừng nào còn gắn bó với cái ta, chừng ấy chúng ta còn phải bảo vệ mình, bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một khi vứt bỏ được lòng tin vào cái ta độc lập và thường còn, chúng ta có thể tiếp xúc với mọi người, mọi hoàn cảnh khác mà không thấy nghi ngại. Chúng ta có thể tiếp xúc một cách tự do, hồn nhiên và sáng tạo. Cho nên, thấu triệt được vô ngã là một phương tiện sống. Thứ nhì và quan trọng hơn, hiểu được vô ngã là chìa khóa mở cửa giác ngộ. Tin vào cái ta là đồng nghĩa với vô minh, và vô minh là điều kiện sơ đẳng nhất của tam độc, tham, sân và si. Một khi nhận biết, hình dung hay quan niệm chúng ta là một thực thể, ngay lập tức chúng ta tạo ra ly gián, một sự phân chia giữa ta và người và sự vật chung quanh chúng ta. Một khi có ý niệm về cái ta, chúng ta phản ứng với người và vật chung quanh ta bằng cảm tình hay ác cảm. Trong ý nghĩa này, cái ta thật sự là một tên vô lại. Nhận thức rằng cái ta là nguồn gốc và nguyên nhân của tất cả đau khổ, chối bỏ cái ta sẽ là sự nghiệp chấm dứt khổ đau. Tại sao chúng ta lại không cố gắng để bác bỏ và loại bỏ ý niệm về cái ta, chứ không phải là cố gắng chống đỡ, bảo vệ và gìn giữ nó? Tại sao không nhìn nhận kinh nghiệm cá nhân này chỉ là một cây chuối hay củ hành? Rồi khi chúng ta lột từng bẹ một, rồi quan sát, phê bình và phân tách, chúng ta thấy rằng nó trống rỗng, không có nhân hay một cái lõi thực chất nào, rằng thực nó chẳng hề có cái ta. Do nghiên cứu, suy xét và tập trung suy ngẫm, chúng ta hiểu rằng mọi sự vật đều vô thường, đều khổ đau và không phải là cái ta. Và khi chúng ta hiểu rằng những chân lý này không chỉ là kiến thức hay lý luận, mà nó trở ngay thành một phần kinh nghiệm trực tiếp, rồi sự hiểu biết về ba đặc tính phổ quát sẽ giải thoát chúng ta khỏi những lầm lẫn căn bản đã giam hãm chúng ta trong vòng sinh tử. Những sai lầm khi thấy sự vật là thường còn, vui thú và phải có cái ta. Khi những ảo tưởng được nhổ bỏ, trí tuệ phát sinh, giống như khi bóng tối không còn, ánh sáng phát hiện ra. Và khi trí tuệ phát sinh, chúng ta chứng nghiệm bình an và tự do của Niết Bàn. Trong chương này, chúng ta chỉ mới nói về kinh nghiệm cá nhân trong phạm vi thân tâm. Trong chương tới, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cách lý giải Phật giáo về kinh nghiệm cá nhân bằng những yếu tố trong vũ trụ vật chất và tinh thần của chúng ta. Bạn vừa nghe podcast Từ Giác Ngộ. Cảm ơn bạn đã dừng lại và lắng nghe.